7 món ăn sáng cực kỳ độc hại mà người già hay trẻ nhỏ cũng tuyệt đối không nên ăn, kẻo lại rước họa vào thân. Bà con thân mến, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bữa sáng luôn là bữa ăn quan trọng nhất để nhận được năng lượng trong suốt cả một ngày. Một chế độ ăn hoàn hảo nên tuân thủ theo nguyên tắc tăng cường dinh dưỡng cho bữa sáng, giảm nhẹ dần vào bữa chiều và tối. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bà con có thể ăn tất cả những thực phẩm được cho là nhiều dinh dưỡng trong các bữa ăn này. Chìa khóa để có một bữa ăn khởi đầu mới tốt nhất là sự kết hợp của carbohydrate, tức là tinh bột, thịt nạc, sữa ít béo và trái cây tươi. Song trên thực tế thì mọi người thường bỏ qua những nguyên tắc này và thường ăn thiếu các nhóm chất protein, đặc biệt là vào buổi sáng, dẫn đến cơ thể của chúng ta không đủ năng lượng để duy trì trạng thái tỉnh táo khi làm việc. Mà dưới đây sẽ là 7 loại thực phẩm bà con không nên lựa chọn để ăn sáng. Đứng đầu trong danh sách này phải kể đến mì tôm ăn liền. Rõ ràng không thể phủ nhận rằng mì tôm là một loại thực phẩm rất tiện lợi cho bữa sáng của các gia đình. Tuy nhiên thì chúng lại không hề tốt cho sức khỏe, bởi vì thành phần chủ yếu của mì là carbohydrate. Ăn nhiều mì tôm đồng nghĩa với việc bà con sẽ ăn nhiều carbohydrate và chất béo vào cơ thể. Điều này dẫn tới hàm lượng chất béo lớn, calo tăng cao, từ đó sẽ gây ra tình trạng béo phì và tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì như là tim mạch, tiểu đường, cholesterol cao. Đặc biệt là gói dầu mỡ gia vị có trong mì tôm chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, dầu tinh luyện và các chất phụ gia. Do đó, nếu bà con ăn quá nhiều mì thường xuyên thì có thể sẽ gây ra chứng rối loạn chức năng dạ dày, làm xuất hiện các triệu chứng như là đầy hơi, đau dạ dày, khó tiêu. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng xấu tới hệ nội tiết và thúc đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể. Bên cạnh đó thì trong mì gói cũng chứa rất nhiều phốt phát, đây là chất giúp cải thiện mùi vị của thức ăn. Tuy tạo cảm giác ăn ngon miệng nhưng chất này lại khiến bà con dễ bị loãng xương, mất xương, răng cũng sẽ bị yếu dần. Một nghiên cứu vào năm 2005 đã chỉ ra rằng sử dụng chất này thường xuyên có thể sẽ gây ra bệnh ung thư. Đặc biệt là mì ăn liền thường sẽ phải mất ít nhất là 3 ngày mới có thể tiêu hóa được bởi vì chúng chứa rất nhiều calo và natri. Tạp chí dinh dưỡng Hoa Kỳ đã khuyến cáo rằng việc ăn nhiều mì ăn liền có thể làm người ta tăng nguy cơ chuyển hóa tim mạch cao, đặc biệt là ở đối tượng phụ nữ. Thứ hai là rất nhiều bà con thường chọn bữa sáng nhanh gọn lẹ bằng những loại thực phẩm đồ ăn chế biến sẵn như là đồ chiên rán cho bữa sáng. Bánh quẩy, bánh rán, bánh mì kẹp thịt, nem rán hay là cánh gà chiên, khoai tây chiên đều là những bữa sáng chứa rất nhiều dầu mỡ điển hình. Mặc dù là hương vị của những loại thức ăn này rất ngon, nhưng chúng ta không nên ăn vào buổi sáng trong ngày, bởi vì thực phẩm chiên rán sẽ hấp thụ rất nhiều dầu trong quá trình chế biến. Đặc biệt là ở các hàng quán, dầu được chiên đi chiên lại rất nhiều lần, có thể sẽ tạo ra axit béo trans, hydrocarbon thơm đa vòng và các chất có hại cho sức khỏe của con người. Các thực phẩm chế biến sẵn có trên thị trường như là xúc xích, thịt sông khói thì thường được thêm quá nhiều phốt pho để có thể giữ được màu sắc và hương vị. Những phốt pho vô cơ này hầu như sẽ được hấp thụ 100% vào trong đường ruột. Nếu ăn phải thực phẩm này vào bữa sáng trong thời gian dài sẽ gây ra chứng rối loạn tiêu hóa, rối loạn gan và thận, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và dễ gây béo phì. Thậm chí là những món chiên rán còn gia tăng nguy cơ tử vong và rút ngắn tuổi thọ của bà con nữa. Đồng thời với đó thì việc ăn các loại thực phẩm chiên rán khiến bà con có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường loại 2 gấp đôi so với người bình thường. Thứ ba là bà con không nên ăn các loại thực phẩm hay là cơm nguội thừa từ buổi tối hôm trước vào buổi sáng hôm sau. Lợi dụng những món ăn còn lại từ buổi tối hôm trước để làm đồ ăn cho bữa sáng ngày hôm sau là thói quen của không ít người, nhất là đối với những người bận rộn và không tồn tại thời gian để làm cho bữa sáng. Ngoài ra thì một phần nguyên nhân nữa là do tính tiết kiệm, tiếc rẻ mà không ít bà con tận dụng đồ ăn từ buổi tối hôm trước như là canh hay là rau thừa, thức ăn thừa vào buổi sáng hôm sau. Tuy nhiên thì điều này lại cực kỳ có hại cho sức khỏe của bà con. Đó là bởi vì không ít loại thức ăn để qua đêm sẽ chứa nhiều acid nitrous được tạo thành từ việc nấu chín và sau khi để một khoảng thời gian dài thì thức ăn thừa khi hâm nóng lại thường bị mất chất dinh dưỡng, ngay cả khi bà con có bảo quản nó thật kỹ trong tủ lạnh. Nó cũng sẽ gây ra chứng rối loạn tiêu hóa của bà con, thậm chí là tăng cân không kiểm soát. Do đó mà tốt nhất thì bà con không nên ăn thức ăn thừa từ buổi tối hôm trước mà nên nấu thức ăn cho bữa sáng ngày hôm sau để đảm bảo sức khỏe của gia đình và của chính mình nữa. Thứ ba là bà con không nên sử dụng nước ép trái cây vào bữa sáng. Hầu hết chúng ta đều biết rằng trái cây chứa một lượng lớn các vitamin, khoáng chất, chất xơ rất cần thiết cho cơ thể. Tưởng chừng như nó là một loại thức uống rất tốt, nhưng nó lại tiềm ẩn những nguy hại không ngờ
nếu như bà con sử dụng chúng vào buổi sáng, đặc biệt là khi bụng bà con còn đói và nhất là sử dụng thay thế cho bữa sáng. Bởi vì phần lớn các loại nước ép trái cây trên thị trường đều chứa một hàm lượng đường rất cao, làm tăng nguy cơ béo phì và bệnh tiểu đường. Thậm chí là nước ép trái cây tự nhiên tại nhà cũng chứa rất nhiều đường. Việc dùng nước ép trái cây sẽ khiến cho lượng đường trong máu của bà con tăng lên rất nhanh. Sự tăng lên đột biến của các chỉ số insulin có thể làm người bệnh cảm thấy mệt mỏi, run rẩy và rất dễ mắc các căn bệnh mãn tính như là tiểu đường, rối loạn tiêu hóa. Thứ tư là không sử dụng trà hay là cà phê vào buổi sáng mà chưa ăn sáng. Cà phê hay trà là một thức uống giúp tỉnh táo, giảm nguy cơ mắc một số bệnh. Tuy nhiên thì nếu không biết cách sử dụng, thức uống này sẽ mang lại tai họa cho bà con. Bà con cần phải biết rằng, sau một đêm dài thức dậy, cơ thể của chúng ta cần được bổ sung lại các dưỡng chất để có đủ năng lượng cho ngày mới làm việc. Bởi vì ngay cả khi bà con ngủ, thì các cơ quan trong cơ thể của chúng ta vẫn sẽ hoạt động, điều tiết và duy trì sự sống. Do đó mà nếu bà con sử dụng trà hay là cà phê vào buổi sáng, có thể sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ. Trà và cà phê là hai loại thức uống giàu caffeine có tác dụng lợi tiểu, khiến thận sẽ phải hoạt động nhiều hơn và nhanh chóng đào thải nước ra ngoài cơ thể. Nếu cứ tiếp tục sử dụng hai loại thức uống này trong một khoảng thời gian dài sẽ gây ra mất nước, giảm cảm giác thèm ăn, giảm sự tập trung và khiến nhịp tim tăng, huyết áp tăng cao. Ngoài ra thì việc uống cà phê sau khi ngủ dậy cũng khiến hàm lượng axit trong dạ dày tăng lên bởi vì chưa có thức ăn ở trong đó. Khi lượng axit trong dạ dày tăng, nếu không được sử dụng để tiêu hóa thức ăn sẽ tồn đọng lại và trở thành kẻ phá hoại, khiến bà con cảm thấy khó tiêu, viêm loét dạ dày, ợ nóng hay là ợ chua. Thời điểm dùng trà và cà phê tốt nhất là sau bữa sáng khoảng chừng 1 đến 2 giờ đồng hồ. Ngoài thời điểm này thì nếu muốn uống cà phê, bà con cũng có thể dùng vào khoảng khung giờ 2 đến 3 giờ chiều, bởi vì đây là khoảng thời gian mà cơ thể bắt đầu rơi vào trạng thái mệt mỏi, cần nhất sự tỉnh táo, và uống cà phê hay là trà vào lúc này thì sẽ rất có ích. Thứ năm là không nên sử dụng ngũ cốc để ăn sáng. Rất nhiều người nghĩ rằng ăn sáng bằng ngũ cốc là một sự lựa chọn bổ dưỡng cho trẻ nhỏ và cho người lớn. Bởi vì trong gói ngũ cốc thường được giới thiệu đến người tiêu dùng bằng các thông điệp như là ngũ cốc là một nguồn dinh dưỡng tốt. Trong thực tế thì những loại ngũ cốc này được chế biến và chỉ chứa một lượng nhỏ ngũ cốc nguyên hạt. Ngoài ra thì các chất dinh dưỡng cũng được thêm vào một cách giả tạo trong quá trình gọi là chất phụ gia. Một nghiên cứu cho thấy rằng những người trẻ ăn ngũ cốc vào buổi sáng và những đứa trẻ không ăn ngũ cốc vào bữa sáng có cùng chức năng miễn dịch như nhau. Ngũ cốc ăn sáng chứa hầu hết các loại ngũ cốc tinh chế và đường. Trên thực tế thì đường thường đứng đầu tiên hoặc là đứng thứ hai trong danh sách các thành phần dinh dưỡng của ngũ cốc. Những thứ mà đứng ở vị trí đầu bảng thì trọng lượng trong thành phần càng lớn. Ngay cả các lựa chọn ngũ cốc bổ dưỡng chẳng hạn như là granola có chứa yến mạch nhưng cũng thường được nạp thêm đường. Đường cao có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2 và bệnh tim và các tình trạng sức khỏe mãn tính khác. Thứ 6 là trứng và sữa. Tưởng chừng như trứng và sữa là hai thực phẩm quen thuộc không chỉ trong bữa sáng mà ngay cả trong các bữa ăn phụ hàng ngày, bởi vì chúng không chỉ tiện lợi, dễ kiếm mà lại rất giàu dưỡng chất. Sữa và trứng là hai thực phẩm rất giàu protein và chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Uống sữa với dạ dày trống rỗng sẽ gây ra tình trạng tiêu chảy ở những người không thể dung nạp lactose. Bên cạnh đó thì nếu bà con uống sữa khi mà bụng còn đang đói thì protein có trong sữa sẽ chuyển hóa thành calories và bị tiêu hóa mất. Do đó mà sữa nên được sử dụng chung với các loại thực phẩm giàu tinh bột, có thể kể đến như là bánh mì hay là bánh mì hấp, uống sau khi ăn hoặc là trước khi đi ngủ khoảng 2 tiếng để bảo vệ sức khỏe của bà con. Và cuối cùng là không nên ăn các loại đồ ăn nhanh, ví dụ như là hamburger, bánh mì hay là các loại đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ. Các loại thức ăn nhanh như là hamburger, pizza nếu sử dụng vào buổi sáng sẽ giúp bà con tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức. Chỉ cần bỏ ra một số tiền nho nhỏ là bà con đã có thể mua cho mình một món đồ ăn thơm ngon và không thể cứng lại được. Tuy vậy thì phần lớn các loại thức ăn nhanh này đều chứa rất nhiều các chất béo, thiếu vitamin, chất xơ và dễ đẩy bà con mắc phải các căn bệnh như là thừa cân, tim mạch, béo phì. Bà con thân mến, bữa sáng giúp cung cấp năng lượng để chuẩn bị cho một ngày, giúp kiểm soát lượng đường trong máu ổn định và kiểm soát sự thèm ăn, đồng thời cũng kiểm soát cân nặng của bà con. Nhưng sự lựa chọn những món ăn không khoa học cho bữa sáng có thể sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy đói và phải vật lộn để vượt qua phần còn lại của một ngày. Nó cũng có thể làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe trong tương lai. Bởi vậy, bà con hãy thưởng thức một bữa sáng có chứa đầy đủ protein, chất béo lành mạnh và chất xơ từ thực phẩm nguyên chất để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cả gia đình nữa. An tâm sống khỏe cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình.